tôi xin coi tất cả chúng sanh là quý trọng vô cùng. Cái nguyện thứ hai là trong bất cứ hành động của tôi đối với bất cứ người nào, tôi phải tự coi mình và tận đáy lòng thành thật của mình, chứ không phải cái giả vờ. Vậy nếu giả vờ thì mất ý nghĩa là nguyện đi. Phải phát nguyện tâm tận đáy lòng của tôi, dầu tôi là tổng thống, dầu tôi là đại trí thức, dầu tôi là đại triệu phú, dầu tôi là đại hay đại kia đủ hết, dầu gì nữa thì tôi cũng coi tôi là thấp nhất. Dầu đối một người mà bình thường nhất, một người mà thấp thập nhất, một người mà bất cứ người nào, cái đó là khó nhất. Mà nếu chúng ta thực hiện được đó thì chúng ta mới bắt đầu đến được, mới hiểu được thế nào là đại bi hạnh, pháp môn giải thoát Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, đại bi hạnh, giải thoát pháp môn của Đức Quan Thế Bồ Tát. Chúng ta thấy trong Kinh Văn Nghiêm truyền tài đồng tử, khi mà Ngài Bồ Tát Trì Sắc Chi La, khi mà truyền tài đồng tử gặp Ngài Trì Sắc Chi La xong rồi thì Ngài Trì Sắc Chi La Bồ Tát nên khuyên truyền tài đồng tử đến để mà học đạo, tu hành học đạo với Đức Quan Thế Bồ Tát tại những chỗ đạo. Thì khi mà gặp Quan Thế Bồ Tát thì Quan Thế Bồ Tát đã nói cho truyền tài đồng tử biết là cái pháp môn của Quan Thế Bồ Tát, tức là pháp môn đại bi hạnh giải thoát pháp môn Bồ Tát, đại bi hạnh giải thoát pháp môn. Thì chúng ta muốn thực hiện được cái hạnh đại bi giải thoát pháp môn của Đức Quan Thế Bồ Tát thì chúng ta ít nhất phải bắt đầu bằng cái bước thứ nhất như tôi vừa nói, cái nguyện thứ nhất vừa rồi của Đại Bồ Tát Lâm Ly Tông Ba. Cái thứ nhất là với quyết tâm, cái đó là phát Bồ Đề Tâm đó, với quyết tâm đem lại lợi ích lớn nhất cho chúng sanh và coi chúng sanh hơn cả hồng ngọc như ý. Tôi nguyện coi tất cả chúng sanh như là cái gì rất là trân quý, cao quý, quý trọng tất cả chúng sanh. Cái thứ hai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ hành động hành vi nào của tôi đối với bất cứ người nào thì tôi phải tự tận đáy lòng sâu thẳm của mình coi người ấy như là cao lớn tuyệt vời hơn mình, và mình là kẻ thấp hèn nhất đó. Nếu chúng ta làm được cái thứ hai đó là tốt vô cùng. Và cái điều thứ ba là trong bất cứ hành động nào của tôi phải truy tìm trong tâm thức của tôi, suy xét trong tâm thức của tôi, coi nếu có một cái phiền não kiết sử nào giống vậy, bất cứ kiết sử phiền não nào giống vậy mà làm hại tôi và hại người khác thì tôi phải là quyết tâm tiêu trừ ngay lập tức bất cứ ý tưởng nào phiền não làm hại tôi và hại người khác, bất cứ ý tưởng nào xấu xa ác độc phát hiện lên tâm thức tôi thì tôi phải quyết tâm tiêu diệt ngay lập tức. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư, cái nguyện thứ tư là khi bất cứ trong một trường hợp nào, khi tôi gặp một người hay bất cứ người nào, bất cứ người nào tôi gặp trong đời sống hàng ngày mà người ấy có tâm địa ác độc, xấu ác, hung hãn, dữ tợn, tàn bạo, thủ tàn, ác độc, bất cứ trong trường hợp nào mà tôi gặp người như thế hay hạ người như thế, hạ người ác độc như thế, thì tôi xin nguyện coi người ấy như là cái gì quý báu vô cùng, như là cái gì rất là khó tìm thấy, như là một kho tàng mà tôi tìm được. Chúng ta thấy nó rất là khó. Nếu chúng ta mà gặp người nào ác độc trước mặt chúng ta thì chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ tránh ngay lập tức, hay là chúng ta sẽ kiếm cách để mà phản ứng có gì, hay là hoặc là chúng ta có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta vướng tổn sợ hãi, hoặc là chúng ta tránh né, hoặc chúng ta đi chỗ khác. Còn ở đây ngược lại là gặp một người mà ác độc, nhắc nhở ác độc, bất cứ bởi thế mới là nguyện, với là Bồ Tát, với là Bồ Tát nguyện, nhằm những ác độc